Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Hà Nội ra mắt Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019, Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Hà Nội đã có buổi ra mắt Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên tại nhà thờ chính tòa. Đúng 8 giờ 30 phút, khoảng 300 anh chị em tu sĩ đại diện cho gần 700 anh chị em đang phục vụ khắp nơi trong Tổng Giáo Phận đã có mặt đầy đủ trong ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo Phận để bắt đầu cho ngày gặp gỡ. Mở đầu cho ngày họp mặt hôm nay, cha Du Xe Trịnh Ngọc Hiên, đặc trách Ủy ban tu sĩ của Tổng Giáo Phận, đã đại diện cho tất cả anh chị em tu sĩ có lời chào mừng đặc biệt tới Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Tiếp theo, cha thư ký của Ủy ban tu sĩ, Du Xe Vũ Đức Phán, đã trình bày sơ lược với Đức Tổng Giám Mục Du Xe về tình hình nhân sự và hoạt động của các tu sĩ trong Tổng Giáo Phận. Mở đầu cho bài huấn từ, Đức Tổng Giám Mục Du Xe gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em tu sĩ đang phục vụ tại Tổng Giáo Phận. Đồng thời Ngài cũng xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho Ngài, để Ngài có thể chu toàn được sứ vụ của mình tại Tổng Giáo Phận. Tiếp đến, Ngài bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn tới tất cả anh chị em tu sĩ đang phục vụ trong khắp các địa bàn của giáo phận, nhất là các nam nữ tu sĩ đang âm thầm phục vụ tại các vùng truyền giáo, vùng dân tộc thiểu số và các xứ miền quê hẻo lánh. Đức Tổng Giám Mục Du Xe cũng mong rằng mỗi dòng, mỗi tu đoàn hiện diện ở nơi nào thì hãy sống đúng với đặc sủng của dòng mình, để làm nên sự phong phú và đa dạng cho giáo hội cũng như cho hội dòng của mình. Đặc biệt, Đức Tổng Giám Mục Du Xe cũng trích dẫn tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả các người thánh hiến nhân dịp cử hành năm đời sống thánh hiến với 5 điểm kỳ vọng nơi người tu sĩ. Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui, các tu sĩ hãy là những người đánh thức thế giới, các tu sĩ hãy là những chuyên viên của tình hiệp thông. Các tu sĩ hãy là những người biết đi ra khỏi chính mình để loan báo tin mừng, và ước mong mỗi dòng qua linh đạo và đặc sủng của mình hãy truyền giao tin mừng cho thế giới hôm nay. Khởi đi từ 5 điểm trên, Đức Tổng Giám Mục Du Xe đã đúc kết và chia sẻ với các tu sĩ 2 điểm quan trọng. Hướng nội, ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui, khi chúng ta thực sự có niềm vui nội tâm rồi, thì chúng ta mới có khả năng ban phát niềm vui ấy cho mọi người. Đức Tổng Giám Mục Du Xe cho rằng, đời tu nếu không vui thì nó có nguy cơ trở thành một nghề nghiệp. Ngài ước mong 700 tu sĩ đang hiện diện trong giáo phận sẽ là 700 nhân tố của niềm vui. Mỗi tu sĩ hãy là một cây nến thắp sáng niềm vui đến cho mọi người. Hướng ngoại, các tu sĩ hãy là những người đánh thức thế giới. Thế giới hôm nay đang chìm ngập trong nền văn hóa tạm bợ. Họ dửng dưng, thờ ơ với Thiên Chúa, coi vật chất như ngẫu tượng để tôn thờ. Bởi vậy, người tu phải khởi đi từ chính chứng từ sống động của mình để đánh thức thế giới. Kết thúc bài huấn từ của Đức Tổng Giám Mục Du Xe, cha đặc trách đã đại diện anh em tu sĩ trong Tổng Giáo Phận có lời chúc mừng năm mới tới Đức Tổng Giám Mục. Đáp lời cha đặc trách, Đức Tổng Giám Mục cũng có những lời cầu chúc tốt đẹp gửi đến tất cả mọi người. Sau đó, anh chị em tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm với Đức Tổng Giám Mục trước quảng trường nhà thờ chính tòa. Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, được cử hành vào lúc 9 giờ 45 phút do Đức Tổng Giám Mục Du Xe chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha xứ và cha phó giáo xứ chính tòa, 18 linh mục tu sĩ, thầy phó tế và sự tham dự của đông đảo anh chị em tu sĩ trong Tổng Giáo Phận. Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ 2 bài đọc trong phụng vụ lời Chúa của ngày đầu tiên mùa thường niên, Đức Tổng Giám Mục mời gọi mỗi tu sĩ noi gương của 4 môn đệ đầu tiên. Hãy đáp trả tiếng Chúa mời gọi một cách sẵn sàng, ngay lập tức, không do dự, không tính toán, sự từ bỏ triệt để, làm cho ta nên giống Chúa Giê-xu hơn, như Đức Giê-xu là phản ảnh trung thực của bản thể Chúa Cha thế nào. Người tu sĩ cũng được mời gọi chiếu rãi hình ảnh của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sáng với những câu ca cùng lời nguyện thấm đượm tâm tình hiến dâng. Trước khi kết thúc thánh lễ,
Đức Tổng Giám mục Du Xe đã gửi đến các tu sĩ lời cầu chúc thật đẹp nhân dịp đầu năm mới. Những tín hiệu đầu tiên của mùa xuân đã xuất hiện. Tôi cầu chúc mỗi tu sĩ hãy là những mùa xuân mang niềm vui đến cho mọi người và hãy là những tia nắng xuân để sưởi ấm những tâm hồn còn băng giá. Ngày gặp gỡ của anh em tu sĩ Tổng Giáo Phận được khép lại với bữa tiệc nhẹ tại hội trường nhà thờ chính tòa trong niềm vui và tình thân ái. Bản tin theo Ban Truyền thông Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngàn mây hay mưa.